Số 314. Phật thuyết Đại thừa Tập pháp kinh. Hán dịch Đời Lương Tam Tạng, Tăng Già Bà La, người nước Phù Nam. Tôi nghe như vậy, một thời Phật tại núi Kỳ Sa Quốc thành Phương Xá, cùng đông đủ các đại tỳ kheo 5.000 người và vô lượng chúng Bồ Tát. Bây giờ, câu tập hội trong chúng đại Bồ Tát có Bồ Tát tên là Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang từ chỗ ngồi đứng dậy, rời tòa hoa sen đi đến chỗ Phật, bày vai bên phải, cuối phải quỳ sát đất chắp tay bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, tỳ kheo Đại Thừa trụ tỳ kheo Đại Thừa, vì lẽ gì gọi là tỳ kheo Đại Thừa, lại do nghĩa nào mà Đại Thừa này được gọi là Đại Thừa? Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang. Lành thay, Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang, ông có thể thưa hỏi Như Lai diệu nghĩa sâu xa này. Này thiện nam, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt giảng thuyết cho ông. Lúc ấy, Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Bảo Nguyệt Vương Quang bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, xin vâng lời Thế Tôn dạy. Bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang. Này thiện nam, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp nên gọi là trụ đại thừa. 10 pháp đó là gì? 1. Thành tựu chánh tính. 2. Thành tựu hạnh. 3. Thành tựu tánh. 4. Ưa thích tâm bồ đề. 5. Ưa thích pháp. 6. Ưa thích quán chánh pháp. 7. Thực hành chánh pháp và tùy thuận theo chánh pháp. 8. Xa lìa các việc ngã mạn, mạn. 9. Thông suốt hoàn toàn các mật ngữ vi diệu. 10. Chẳng ưa thích hạnh, thanh văn và chuyên giác. Này thiện nam, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp như thế gọi là trụ đại thừa. Này thiện nam, Đại Bồ Tát thành tựu hạnh nhu hòa, chẳng vua nịnh quanh co, nhờ hạnh nhu hòa để có thể tin chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác vô thượng bồ đề, có thể tin đúng đắn trí tuệ của chư Phật ba đời trong một niệm. Tin Như Lai tạng chẳng đoạn hay thường, chẳng già chết, chẳng cùng tận, cũng tin thập tế pháp giới, cũng tin nhất thiết chủng trí, tứ nhất thiết chủng trí, các lực vô ý pháp bất cộng của Phật. Lại tin tướng không thể thấy đảnh của chư Phật Như Lai, cũng tin 32 tướng của Bậc Đại Nhân, 80 vẻ đẹp và các pháp sáng rỡ. Lại tin những điều Thanh Văn nói, hoặc những điều chuyên giác nói, và những điều Bồ Tát nói, cùng những điều người khác nói, cũng tin thế gian và xuất thế gian. Lại tin những hành giả tu hành chân chánh và những sa môn bà la môn thuận theo các hạnh, cũng tin các căn lành nghiệp báo tối thắng tối thượng, yêu thích quả báo hoặc trời, vua cõi trời, người vua cõi người. Lại tin nghiệp báo bất thiện quá xấu ác, tội lỗi quá nặng nề, chẳng thể ưa nghe, chẳng thể yêu thích, hoặc những chốn địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bồ Tát tin như vậy xong xa lìa ba pháp, đó là những việc nghi ngờ không quyết định. Này thiện nam, Bồ Tát thành tựu được các pháp như thế nên gọi là có lòng tin chân chánh. Bây giờ Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, nói bài kệ rằng: tính là thừa tối thượng, do đây thành chánh giác. Thế nên những việc tính, người trí kính gần gũi, thế gian tính đứng đầu, người tính không nghèo thiếu. Thế nên các pháp tính, người trí đáng gần gũi, thiện nam tử bất tính, chẳng sinh các pháp thiện, giống như hạt giống cháy, chẳng thể sinh mầm non. Này thiện nam, thế nào là Đại Bồ Tát thành tựu các hạnh? Này thiện nam, Đại Bồ Tát cả bỏ râu tóc, mặc áo chánh pháp, với lòng tin sâu sắc bỏ nhà xuất gia. Sau khi xuất gia, học tập các hạnh oai nghi giới vân vân của Bồ Tát, hoặc học các hạnh oai nghi giới vân vân của Thanh Văn, cũng học các hạnh oai nghi vân vân của Duyên Giác. Như vậy, vị ấy hoặc đem thân, khẩu, ý của mình cùng chứa nhóm phiền não. Nếu tất cả những thứ đó đồng diệt, thì trong đó cái gì là thuộc về thân cùng chứa nhóm phiền não? Đó là sát sinh, trộm cướp, tham dục, tà dâm, nắm cầm các thứ, dao gậy, ngói đá, vân vân, đánh ném người khác, khua động chân tay, cùng các việc qua lại, trốn tránh, vân vân. Đó gọi là thân cùng chứa nhóm phiền não. Trong đó những gì thuộc về miệng cùng chứa nhóm phiền não, đó là nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói đâm thọc, thường nói lời hung ác, hủy báng, chê bai các kinh điển sâu xa, đối với các bậc tôn trưởng tu hành phạm hạnh thì đi nói xấu cùng khắp,
đó gọi là miệng cùng chứa nhóm phiền não. Trong đó, những gì thuộc về ý cùng chứa nhóm phiền não, đó là keo kiệt, tham lam, tà kiến, ganh ghét, ưa, tham đắm, danh dự, lợi dưỡng, kiêu mạn về thân tộc, dòng họ, kiêu mạn về sắc đẹp, kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về không bệnh tật, kiêu mạn về sống lâu, học rộng, nghe nhiều, kiêu mạn về tư duy, biết dục, biết vọng tưởng, biết ác, biết thân gần, biết đất đai, biết ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men, đồ dùng, tham đắm chỗ ở, tham đắm xe cộ, tham đắm giường nằm, tham đắm các sự ăn uống, vợ con, nam nữ, kinh doanh, ruộng vườn, nô tỳ và các việc tích chứa, tiền tài, thóc lúa, kho tàng, cho đến tham đắm các đồ dùng của cải. Vì ấy vì tham đắm như thế nên đối với những điều đã nêu, nếu thiếu mất một điều liền buồn rầu, khổ não, vọng tưởng. Để vị ấy xa lìa các sự yêu thích như thế xong, tâm được thấm nhuần, phát sinh tư duy. Này thiện nam, nói luật về nghiệp của ý cũng giống như sự luân chuyển của thế gian, cho nên nói nghiệp của ý đồng với tập khí phiền não. Vị ấy lìa thân khẩu ý đồng với tập khí phiền não như thế xong, nên đối với các bậc hòa thượng phát khởi ý tưởng là bậc tôn trưởng, đối với bậc A-xà-lê thì phát khởi ý tưởng như hòa thượng, đối với các bạn đồng phạm hạnh, hoặc già hoặc trẻ, phát khởi tâm tôn trọng, cung kính. Vì ấy một mình ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ, ta chẳng nên làm như thế. Ta vì cứu giúp tất cả chúng sinh, vì giải thoát cho tất cả chúng sinh, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh được an ổn, được điều phục tịch tỉnh nên phát sinh các hạnh. Nhưng ta chẳng điều phục được chính mình, chẳng thu nhiếp các căn, chưa được vắng lặng. Ta quyết tu chánh hạnh, làm cho người nào được thấy ta chắc chắn được thành tựu sự điều phục, cũng thuận theo những lời dạy bảo vi diệu của chư Phật. Lại làm cho các hàng trời rộng, thần, dạ xoa, càng tất bà đều hoan hỷ. Nay thiện nam, đây gọi là sự biết xấu hổ của Bồ Tát. Vị ấy tư duy, chớ có người nào làm cho ta đối với các hành oai nghi, hoặc đạo, hoặc tục bị các lỗi lầm, nghĩa là thực hành giới hạnh không đúng, hoặc thấy hình tướng, hoặc hạnh kiểm, oai nghi, hoặc đồ dùng nuôi sống vân vân không đúng. Vị ấy hổ thiện như vậy xong, trong một ngày đêm sáu thời, quán các pháp trì giới, sau khi trì giới đầy đủ, không còn nghi ngờ lo buồn, làm cho trụ vào trong Phật Pháp của Như Lai, không có lúc nào dừng nghỉ. Nay thiện nam, như vậy gọi là sở biết hổ thẹn của Bồ Tát. Này thiện nam, như vậy gọi là Bồ Tát thành tựu các hạnh. Bây giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói bài kệ rằng, Phật đệ tử Thanh Văn đều lấy hạnh làm gốc, thế nên người trí tu thực hành hạnh bền vững, các Bồ Tát đại trí hành các hạnh vô ý, khiến chứng đạo ly cấu, được chư Phật khen ngợi. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát thành tựu tánh? Phật tử thành tựu tánh Bồ Tát thì ít tham dục, sân giận, ngu si vân vân, chẳng ganh ghét, chẳng keo kiệt, chẳng não hại, chẳng nói lời thô ác, chẳng ưa đùa giỡn, chẳng khinh suất, điều hòa, dịu dàng. Khi đã dịu dàng thì gần gũi tánh khả ái, có thể thành tựu vật phẩm cúng dường thường chịu để cúng dường chư Phật, đó là các loại của cải, đồ dùng vân vân, đem bố thí cho người, thì được thành tựu đầy đủ tay, chân, đầu, mắt vân vân, hoặc thấy Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Như Lai, thấy xong liền khởi tâm hoan hỷ, cung kính. Nay thì nam, Bồ Tát như thế gọi là thành tựu tánh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, nói bài kệ rằng, thấy khói biết có lửa, uyên ương biết có nước, nhờ tướng biết được tánh, Bồ Tát danh xưng lớn, nhu hòa chẳng vua nịnh, sẽ bỏ tham ganh ghét, thương nghĩ khắp chúng sinh, đó gọi đó là Bồ Tát. Nay thiện nam, thế nào là Đại Bồ Tát ưa thích tâm Bồ Đề? Nếu có Đại Bồ Tát nào, đã tánh mầu nhiệm, khi phát tâm Bồ Đề, được gặp Phật, Bồ Tát hoặc Thanh Văn, Duyên Giác vân vân dạy bảo, giáo hóa mà phát sinh tâm vô thượng, chánh đẳng Bồ Đề, thì đó gọi là tướng ban đầu ưa thích phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát nghe về Bồ Đề và công đức của Bồ Đề xong, liền phát tâm vô thượng, chánh đẳng Bồ Đề, thì đó gọi là lần thứ hai ưa thích tướng Bồ Đề. Bồ Tát kia thấy các chúng sinh không có người cứu hộ, không có nơi quay về nương tựa, cô độc không có người cứu giúp, không có người che chở, không có nhà cửa, không có nơi nương náu.
liền phát khởi tâm từ bi thương xót. Bồ Tát sau khi phát tâm xong, nghĩ thế này: ta nay làm người cứu hộ, làm chỗ quay về nương tựa, cứu giúp che chở, giúp đỡ, làm nhà cửa, thuyền bè, vân vân cho chúng sinh. Vì nhân duyên kia nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó gọi là lần thứ ba ưa thích phát tâm Bồ Đề. Vì đó hoặc thấy Như Lai, hoặc thấy Bồ Tát Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân, đầy đủ đức hạnh, thấy xong tâm sinh hoan hỷ, kính mến, tâm an ổn. Do nhân duyên này nên phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây gọi là lần thứ tư phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát kia vì lợi ích an vui cho các chúng sinh nên thực hành bố thí, trì giới, tu nhẫn, phát tâm tinh tấn, thực hành thiền định tư duy, tu tập trí tuệ chân chánh. Thế nào là Bồ Tát thực hành bố thí? Nghĩa là đối với người cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho uống, cần xe cộ thì cung cấp xe cộ, cần giường chiếu, đồ trải nằm thì cung cấp giường chiếu, đồ trải nằm, vân vân. Cần y phục, cho y phục, cần các vật dụng trang sức như vàng, bạc, châu báu, khăn, mũ, vòng xuyến, vân vân, cho đến da thịt thân thể của mình cũng đều cung cấp để thêm phần lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát hành bố thí như vậy xong, rồi đem sự bố thí đó hồi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tuy bố thí nhưng chẳng sinh tâm ngã mạn, vân vân. Thế nào là trì giới thành tựu nghiệp thân khẩu ý? Bồ Tát sau khi lìa bỏ nghiệp thân khẩu ý xong, khéo xa lìa những việc có thể làm chướng ngại, vô lậu, phụng trì giới cấm, tuần tịnh, không sáng tạp. Rồi Bồ Tát đem trì giới hồi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tuy thực hành trì giới nhưng chẳng phát sinh tâm ngã mạn, vân vân. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tu nhẫn? Nghĩa là nếu có người hoặc là đạo, hoặc là tục sân giận nói lời mắng nhiếc, hoặc gom cùm xiềng xích, hoặc trói giam cắt xẻo, vân vân, Bồ Tát đều có thể nhẫn, có thể chịu đựng, chẳng khởi lên các tập khí phiền não. Tu nhẫn như vậy xong, Bồ Tát đem hồi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tuy tu nhẫn nhưng chẳng khởi tâm ngã mạn, vân vân. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát phát tâm tinh tấn? Bồ Tát nghĩ: giống như cõi hư không vô lượng vô biên, cõi chúng sinh cũng vô lượng vô biên, nhưng trong cõi chúng sinh này ta là duy nhất không có hai, có thể làm cho an ổn nhập vào cảnh giới vô dư niết bàn. Vì nhân duyên đó nên phát khởi tinh tấn, thân chẳng rời thân, và quán niệm thọ. Bồ Tát quán thọ xong, quán tâm và sự vận hành của tâm. Bồ Tát quán tâm và sự vận hành của tâm xong, tùy thuận quán các pháp. Bồ Tát theo quán niệm, nhớ nghĩ và quán như thế xong. Vì người chưa phát sinh các pháp ác, làm cho không phát sinh, và phát khởi sự ưa thích tu hành, siêng năng tinh tấn, giữ tâm đồng với hạnh chân chánh. Vì người chưa phát sinh các pháp lành, làm cho phát sinh và phát khởi sự ưa thích tu hành, siêng năng tinh tấn, giữ tâm ngay thẳng, đồng với hạnh chân chánh. Vì người đã phát sinh các pháp bất thiện, làm cho tiêu diệt và phát khởi ưa thích tu hành, siêng năng tinh tấn, giữ tâm đồng với hạnh chân chánh. Vì người đã phát sinh các pháp lành, làm cho được tồn tại lâu dài, là làm cho tăng trưởng tư duy và phát sinh ưa thích tu hành, siêng năng tinh tấn, giữ tâm đồng với hạnh chân chánh. Vị ấy sau khi phát sinh tinh tấn xong, làm cho thành tựu phần đầu của như ý túc, như thế cho đến thành tựu phần thứ hai, phần thứ ba, cho đến phần thứ tư của như ý túc. Vị ấy thành tựu các phần như ý túc, có thể làm cho trụ một kiếp, hoặc giảm một kiếp, hoặc làm cho đầy đủ, viên mãn hạnh tinh tấn ba la mật. Phát khởi tinh tấn như vậy xong rồi, vị ấy hồi hướng tinh tấn đến đạo vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tuy phát tâm tinh tấn như thế, nhưng chẳng sinh kiêu mạn. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát tứ duy thực hành thiền định? Xa lìa ý dục, xa lìa ý diệt, xa lìa dục tịnh, chẳng nương bên trong, chẳng nương bên ngoài, chẳng nương sắc, chẳng nương thọ tưởng, chẳng nương hành thức, chẳng nương cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng nương không, vô tướng, vô nguyện, chẳng nương thế gian, xuất thế gian, chẳng nương bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Này thiện nam, nói lược cho đến không tướng, không nương vào tất cả những ràng buộc hữu tưởng, vân vân, thì gọi là thiền. Tu các thiền như thế rồi, đem thiền đó hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tuy tư duy và tu tập thiền này, nhưng chẳng phát sinh các tâm ngã mạn. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát tu trí?
Bồ Tát nghĩ thế này làm cho vô lượng vô biên cõi chúng sinh đều nhập niết bàn, nhưng không có một chúng sinh nào có thể nhập niết bàn. Vì sao? Vì như Phật đã dạy, tất cả pháp đều là không có ngã, không có chúng sinh, không có mạng sống, không có tuổi thọ, không có chủ thể luân hồi. Tu quán trí như thế rồi, đem trí đó hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tuy tu quán ngã quán bát nhã, nhưng chẳng sinh các tâm ngã mạn. Này thì nam, đó là Đại Bồ Tát ưa thích tâm bồ đề. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng, giống như ngọc mani rực rỡ trong kho báu, người do người thợ dụng công, sáng hơn sắc sẵn có, thành tựu tánh như vậy, tâm cầu chánh bồ đề, hai bên đã phấn lặng, mà chẳng thể hại được. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát thành tựu sự ưa thích pháp? Này thì nam, nếu Bồ Tát nào có tánh ưa pháp, thích pháp, mến pháp, thì vì đó nếu gặp Sa Môn hoặc Bà La Môn, liền đem tất cả những gì mình có như của cải, đồ dùng, thân mạng, ngoại cụ và những thức ăn uống vân vân dâng lên cúng dường. Đối với những vật sử dụng ở thế gian như các loại củ, nhánh, cành, lá, hoa, quả, sau khi thu hoạch được vì đó đều đem bố thí cho các chúng sinh. Đối với người thọ trì các pháp thì dạy bảo đi đến chỗ vị ấy để lễ bái, cung kính, chắp tay nghênh tiếp và ân cần kính nhận. Trong lòng có điều gì nghi ngờ thì thưa hỏi đúng nghĩa. Do đó người thọ trì pháp tuy theo nghĩa đã nghe mà có thể giải thích đúng. Vị kia đối với người nghe pháp phát khởi tưởng như Thế Tôn, tưởng như thiện tri thức, khởi tưởng giống như các biển trong thế gian, khởi tưởng như hòa thượng, khởi tưởng như A-sa-lê, từ lâu mất thầy dẫn đường, nên thế gian bị ở trong nạn sinh tử mênh mông. Người hay tìm tòi, khởi tưởng tìm tòi, mà mắc cho kẻ từ lâu bị ngu mê đóng bích tối tâm, khiến khởi tưởng giác ngộ, khởi tưởng cứu giúp kẻ bị rơi trong vũng bùn phiền não của thế gian. Khởi tưởng đạo sư làm bậc thầy dẫn đường cho kẻ từ lâu lạc mất con đường chân chính. Khởi tưởng giải thoát, luôn giải thoát cho kẻ từ lâu bị nhốt trong lao ngục thế gian. Khởi tưởng làm vị lương y để chữa bệnh tật mắc phải từ lâu. Khởi tưởng làm cơn mưa lớn, khiến dập tắt lửa phiền não đốt cháy tiêu tan thân thể, khiến trụ nơi diệt tận. Vì kia vì pháp, vì nhân pháp nên có thể nhẫn chịu sự lạnh, nóng, mưa, gió, mũi mồng vân vân, cũng nhẫn chịu sự đói khát, hoặc thấy người khác nhận lãnh quả báo an vui, chẳng khởi tâm mong cầu ưa thích mà phát khởi niệm, chỉ có ta là người an lạc duy nhất trong thế gian, ta lại có thể nghe chánh pháp. Vì ấy vì việc này, vì nhân kia, vì chuyên nọ nên chẳng lo buồn, khổ não, hối hận, vân vân. Vì ấy sau khi xa lìa buồn rầu, khổ não, vân vân như thế xong phát tâm, ta có thể kham chịu, gánh vác một câu pháp của Như Lai đã giảng thuyết, nên tại địa ngục A Tỳ có thể trụ một kiếp hoặc dưới một kiếp. Vì ấy khởi tâm không mỏi mệt như thế xong, tự nhiên chẳng thực hành các hạnh, nhưng vẫn đạt được nhất thiết chủng trí, chưa đắc pháp của chư Phật nhưng khiến cho mau được chứng đắc. Nay thiện nam, do nghĩa như thế nên Bồ Tát có tên là Nhạo Trước Chư Pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng, bậc đại trí ưa pháp mà thành đệ tử Phật, gần pháp chánh phí diệu, chẳng sinh tâm mỏi mệt, lòng thành cầu chánh pháp. Các Phật tử tin sâu và có tâm nhớ nghĩ, hiển bày hạnh chân chánh. Này thiện nam, thế nào là Đại Bồ Tát quán đúng các pháp? Thiện nam, nếu Bồ Tát quán như thế này, tất cả pháp như huyễn vì phàm phu mê hoặc, tất cả pháp như mộng vì chẳng thật, tất cả pháp như trăng trong nước vì chẳng phải là sự thật, tất cả pháp như tiếng vang vì chẳng phải là chúng sinh, tất cả pháp như bóng hình vì vọng tưởng sai lầm, tất cả pháp như tiếng vang vì tiếng sinh, vì tiếng thì sinh diệt tan hoại, tất cả pháp sinh diệt tan hoại vì duyên giả hợp mà thành, tất cả pháp vốn chẳng sinh diệt, chẳng dời đổi vì thể đồng chân như, tất cả pháp chẳng diệt vì vốn không sinh, tất cả pháp không tạo tác vì không người tạo tác, tất cả pháp như hư không vì chẳng thể ô nhiễm, tất cả pháp yên ổn vắng lặng vì tánh không ô nhiễm, tất cả pháp không nhơ nhớp vì lìa tất cả sự nhơ nhớp,
Tất cả các pháp tánh tịch diệt vì lìa phiền não. Tất cả các pháp chẳng phải sắc vì chẳng có thể thấy. Tất cả các pháp lìa cảnh giới của tâm vì không có thể tánh. Tất cả các pháp chẳng trụ vì diệt các độc. Tất cả các pháp chẳng thể tìm cầu vì diệt trừ tâm yêu ghét. Tất cả các pháp đều không dính mắc vì lìa cảnh giới phiền não. Tất cả các pháp như rắn độc vì lìa phương tiện thiện xảo. Tất cả các pháp như cây chuối vì không bền chắc. Tất cả các pháp như bọt nước vì thể tánh yếu đuối. Này Thiện Nam, Bồ Tát quán như thế gọi là quán đúng các pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng tất cả pháp như huyễn, người ngu si mê lầm, giả dối giống như mộng. Các ông biết như thế, pháp như trăng trong nước, cũng như các tiếng vang, lại cũng như bóng hình, người trí sao không biết? Này Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát thực hành pháp, thuận theo pháp? Này Thiện Nam, nếu Đại Bồ Tát quán sắc là vô thường, nhưng không nhèm lìa sắc, mà muốn chứng pháp, thì dùng trí chân chánh trợ giúp pháp giới, đồng dùng pháp bình đẳng, khéo tự quán sát, thể nhập, khéo giữ gìn các tướng ấy, khéo tư duy, khéo nhớ nghĩ, khéo ghi nhớ. Vì ấy ghi nhớ tướng này rồi, khéo giữ gìn, khéo tu tập, khéo ghi nhớ xong, tự nhiên thực hành các hạnh bình đẳng với pháp giới, cũng quán vô thường đối với thọ, tưởng, hành, thức, nhưng chẳng nhàm chán lìa bỏ thức. Sau khi nhập vào pháp giới xong, cũng dùng trí chân chánh trợ giúp như thế, khéo tự quán thông suốt pháp giới bình đẳng, cũng khéo ghi nhớ tướng kia, khéo giữ gìn, khéo tu tập, khéo ghi nhớ xong, tự nhiên nhập vào các hạnh bình đẳng pháp giới, như vô thường, khổ, không, vô ngã cũng thế. Vì ấy quán sát vô thường xong, ngay trong sắc chẳng sinh sự sợ hãi, khủng khiếp, vân vân. Vì sao? Vì sắc là do vọng tưởng điên đảo khởi lên, nhưng vì ấy biết như thật, quán thọ tưởng hành thức vô thường, cho đến ngay trong thức cũng chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi. Vì sao? Vì thức là do vọng tưởng điên đảo khởi lên, nhưng vì ấy đã biết như thật. Này Thiện Nam, giống như nhà ảo thuật thiện xảo, hoặc là đệ tử của ông ta, hóa ra vô số việc huyễn, như bên voi, bên ngựa, bên xe, bên bộ. Người có trí thấy chẳng kinh sợ, khủng khiếp. Vì sao? Vì người đó biết chính xác rằng đây là do nhà ảo thuật làm ra, chứ chẳng phải có thật, chỉ luôn dối tạo ra chứ chưa từng có thật. Bồ Tát cũng như thế, quán sát vô thường xong, ngay trong sắc chẳng sinh sợ hãi khủng khiếp. Vì sao? Vì sắc là do vọng tưởng điên đảo khởi lên, và vì kia biết như thật, quán thọ tưởng hành thức là vô thường, cho đến ngay trong thức cũng chẳng sinh sợ hãi khiếp đảm. Vì sao? Vì thức là do vọng tưởng điên đảo khởi lên, và vì kia đã biết đúng như thật. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương khoan bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát quán các sắc là vô thường, nhưng không nhàm chán lìa bỏ sắc, và khi biết rõ pháp giới xong, dùng chánh trí quán nhập giúp cho các pháp bình đẳng trong pháp giới? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang: Này Thiện Nam, ta sẽ nói ví dụ để ông hiểu rõ. Này Thiện Nam, ví như người nam có trí, thường sử dụng các chất độc, khéo giữ, khéo che, khéo tiết, khởi lên tướng ngã, để đổi lấy các dụng cụ đẹp đẽ. Nhưng người này chẳng nếm độc đó, vì nghĩ rằng đừng để cho ta do nơi việc này mà mất chánh mạng. Bồ Tát cũng như thế, tâm hướng Niết Bàn, thấm nhuần hướng Niết Bàn, thuận hướng Niết Bàn, gần gũi Niết Bàn, nhưng chẳng hay chứng Niết Bàn. Vì sao? Vì nghĩ là cho để cho mình do việc này mà thoái lui hạnh Bồ Đề. Này Thiện Nam, ví như có người nhờ thờ thần lửa, người đó ngày đêm cúng dường hương hoa, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, gần gũi hầu hạ, nhưng người đó chẳng nghĩ, ta thờ phụng cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi lửa, gần gũi xong ta sẽ dùng hai tay để đón nhận lửa. Vì sao? Vì chớ khiến cho ta do việc này mà thân tâm có sự buồn phiền khổ não. Bồ Tát cũng như thế, tâm hướng Niết Bàn, thấm nhuần Niết Bàn, thuận hướng Niết Bàn và thủ đắc Niết Bàn, nhưng chẳng chứng Niết Bàn. Vì sao? Vì nghĩ là chớ để cho mình cho việc này mà thoái lui hạnh Bồ Đề.
Bây giờ Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu, Tịnh Bảo Nguyệt Phương Quang bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, như con biết về chủ ý của Như Lai đã dạy là Bồ Tát nên trụ ở thế gian. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Thiện Nam, Bồ Tát nên trụ ở thế gian. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát trụ thế gian nhưng chẳng bị các tai họa ở thế gian làm ô nhiễm? Phật dạy: Này Thiện Nam, vì việc này nên ta lược nói một ví dụ. Này Thiện Nam, thế như người có chú thuật, nhờ có sức chú thuật lớn nên đùa giỡn với các thứ rắn rết độc hại, nhưng người kia chẳng vì việc này mà bị mất mạng. Vì sao? Vì do người đó khéo thông suốt năng lực chú thuật vậy. Bồ Tát cũng như thế, đi trong thế gian, an trú trong thế gian, nhưng nhờ năng lực chú thuật đại trí phương tiện, nên cùng với các rắn độc phiền não ở chung đùa giỡn, cùng đi đứng nằm ngồi đùa giỡn. Nhưng Bồ Tát chẳng vì việc này mà có sự thoái lui đối với Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát thành tựu năng lực chú thuật với đại trí phương tiện vậy. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu, Tịnh Bảo Nguyệt Phương Quang thưa: Kính bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, thật hy hữu thay. Các Bồ Tát kia luôn chẳng chứng đắc Niết Bàn, mà lại chẳng bị phiền não độc hại ở thế gian làm ô nhiễm. Kính bạch Thế Tôn, con nay xin quy y các Đại Bồ Tát. Kính bạch Thế Tôn, các chúng sinh này thành tựu các căn lành, nghe pháp này xong, đều nhất tâm hoan hỷ. Kính bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ kia được chư Phật thọ ký rồi, ai là người có thể nghe pháp môn này? Phật dạy: Này Thiện Nam, khi Như Lai thuyết pháp này, có 500 tỳ kheo chưa chứng vô lậu nhưng được giải thoát. Các vị đó được giải thoát xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật bạch: Kính bạch Thế Tôn, các Bồ Tát là những bậc đáng cung kính, đáng lễ bái. Phật bảo các tỳ kheo: Đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: Đảnh lễ bậc đại trí, kính lễ bậc vô ý, lễ bậc mắt thanh tịnh, cùng bậc gần quả Phật, với phương tiện thiện xảo và dùng trí thù thắng, Bồ Tát danh xưng lớn, vượt qua bậc nhị thừa, biết các ấm như thật, gọi là sinh diệt thức, thấy thế gian khác ngưỡng, nên chẳng chứng Niết Bàn. Này Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát lìa mạng và tăng thượng mạng? Này Thiện Nam, mạng là tự ngã, hoặc là gia đình, hoặc là dòng họ, hoặc sắc đẹp, hoặc là những việc khác như vàng, bạc, các đồ dùng của cải và binh voi, binh ngựa, binh bộ, binh xe. Như vậy trong tâm có sự cao thấp nên gọi là mạng. Ngã mạng là phát sinh ý tưởng cho rằng thân ta là cao quý, hoặc là gia đình, dòng họ, sắc đẹp, hoặc vàng bạc của cải kho tàng, hoặc binh voi, binh ngựa, binh bộ, binh xe. Như vậy, tâm ưa cao ngạo, ý chẳng khiêm tốn đối với những người khác, nên đó gọi là tăng thượng mạng. Bồ Tát lìa bỏ các pháp như thế, nên gọi là ly mạng và tăng thượng mạng. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: Ly mạng tăng thượng mạng, thường dùng tâm niệm từ và ôm ấp lòng bi, thường sợ chốn thế gian, thường dung hạnh khất thực, khéo thiết lợi trời người. Này Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát thiện xảo đối với lời bí mật? Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát nào đối với những lời bí mật Như Lai đã giảng dạy trong các kinh điển sâu xa, vì đó không chấp theo lời dạy. Những gì là lời dạy bí mật, Như Lai thọ ký cho các thanh văn đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chẳng phải là như những điều đã nói. Như Phật bảo A Nan, ta bị bệnh đau lưng, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Ta già cả suy yếu bệnh tật, hãy tìm cho ta một thị giả, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Mục Liên, ông hãy đi đến chỗ ngự y Kỳ Bà lấy các thứ thuốc tốt, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Như Lai cùng các ngoại đạo Ni Kiền Tử tranh luận về các tài nghệ của họ, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Như Lai bị Khư Đà La dùng gai nhọn châm vào chân, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Đề Bà Đạt Đa là oan gia, từ lâu theo hại Như Lai, chẳng nên chấp vào lời nói đó. Như Lai vào thôn Bà La Môn Xá Lê Gia với bắt không trở ra, chẳng nên chấp vào lời nói đó.
Chiên già và Tôn Đà Lợi hủy bán Phật chẳng nên chấp vào lời nói đó. Bà La Môn Tỳ La Nhã, người nước Tu Na thỉnh Phật đến, rồi để Phật dùng lúa ngựa, cũng chẳng nên chấp vào lời nói như thế. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, vì lẽ gì Thế Tôn tọa ký cho các thanh văn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tỳ Nam, ta tọa ký cho các thanh văn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là vì do có tánh vậy. Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là các thanh văn vô lậu, đoạn các tập khí phiền não, dù có tánh mà vẫn thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: Này Thiện Nam, nay ta nói ví dụ. Ví như có người con của Chuyển Luân Thánh Vương sẽ nối ngôi. Người con đó muốn học tất cả các công việc về kỹ nghệ, nhưng người đó canh tánh bậc trung, chẳng phải canh tánh mau lẹ, nên đối với những việc nên học sau lại học trước, và những việc cần học trước lại học sau. Này Thiện Nam, ý ông thế nào? Người đó do việc như vậy, có thể nói người đó chẳng phải là con của vua chăng? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy, người đó chính là con vua. Này Thiện Nam, Bồ Tát cũng như thế, đã thành tựu căn tánh bậc trung nên tu pháp môn, trước hết dẹp trừ các phiền não chướng, sau sẽ thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiện Nam, ý ông thế nào? Người đó do việc như vậy có thể nói là chẳng thành tựu quả vị chánh giác được chăng? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, con không thấy có chúng sinh nào trong chúng trời, hoặc ma, hoặc phạm, sa môn, bà la môn, người, trời, Atula, mà có thể nói rằng những vị đó chẳng thành tựu quả vị chánh giác, trừ hạng nhất xiển đề. Phật dạy: Này Thiện Nam, hãy nghe thêm một thí dụ nữa. Này Thiện Nam, Bồ Tát Thập Địa vì đã đoạn trừ các phiền não mà ngồi nơi đạo tràng, hay là vì không đoạn? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, vì đã đoạn. Này Thiện Nam, ý ông thế nào? Bồ Tát đó do việc như thế, lẽ nào chẳng thành chánh giác? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, như vậy gọi là thành. Phật dạy: Này Thiện Nam, việc này cũng như vậy. Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, vì lẽ gì Thế Tôn bảo với Tỳ Kheo A Nan rằng ta bị bệnh đau lưng? Phật dạy: Này Thiện Nam, ta thương xót nghĩ đến chúng sinh đời sau cho nên nói như thế. Chư Phật là thân kim cang, còn bị bệnh đau lưng, huống nữa là những người khác. Nhưng chúng sinh ngu si kia chấp vào lời dạy này, người đó tự phá hoại mình, cũng phá hoại người khác. Ta già cả bệnh tật, hãy tìm cho ta một thị giả. Này Thiện Nam, ta nói như vậy cũng là vì đời sau mà nói. Sau khi ta diệt độ, ở đời sau các sa môn bà la môn không có đệ tử, nên khi già cả suy yếu bệnh tật như vậy thì sẽ nhờ thị giả giúp đỡ. Vì người kia biết đã được Phật chấp thuận nên chẳng bận tâm. Vì việc như vậy nên nói Như Lai già cả yếu đuối bệnh tật vậy. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào lời nói? Mục Liên: Ông nên đi đến chỗ Đại Y Vương Kỳ Bà lấy thuốc tốt. Này Thiện Nam, ta nói lời này cũng là vì đời sau, các đệ tử thanh văn của ta chắc chắn phải cân các loại thuốc, biết Phật đã chấp nhận nên không bị thiếu thốn. Vì biết việc này, Như Lai đã có dạy, nhưng các chúng sinh ngu si kia chấp theo lời dạy nên cho rằng thân của Như Lai bị bệnh. Tỳ Kheo Mục Liên đi đến chỗ Kỳ Bà, nhưng chẳng chào hỏi, chẳng giữ lễ, tỏ bày ý vội vã. Nghe xong, Kỳ Bà nói vị thuốc ngay: Này Thiện Nam, ở đây cũng nói về các tai họa dục, người chứng pháp thấy pháp còn vọng tưởng, huống là phàm phu. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào lời nói? Như Lai cùng các ngoại đạo ni kiền tử tranh luận về các tài nghệ. Ta vì các chúng sinh đời sau nên nói lời này, để họ suy nghĩ rằng Như Lai còn có oan gia, huống là chúng ta. Nhưng chúng sinh ngu si kia chấp cho là đúng như thật rằng Như Lai có oan gia, Triệu Luân Thánh Vương căn lành ít ỏi, còn không có các bệnh tật, huống là Như Lai thành tựu các kho tàng công đức. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào việc Khư Đà La lấy kim châm chân của Như Lai?
Như Lai cũng nói nghiệp báo quá khứ, Như Lai còn chịu nghiệp báo quá khứ, huống là các chúng sinh phàm phu khác bị việc này. Ta vì nhân kia, duyên kia nên chỉ dạy cho biết việc quả báo của nghiệp đó. Nhưng chúng sinh ngu si kia chấp lấy đó, cho là đúng sự thật, rằng Khư Đà La lấy kim châm chân Như Lai. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào việc Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức? Là người từ lâu gần gũi Như Lai, lại là kẻ oan gia. Này thiện nam, nếu không có thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa, thì chẳng thể hiển bày được công đức của chư Phật Như Lai. Này thiện nam, thế nên nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa tranh tài nghệ, đạo đức với Như Lai, để chỉ dạy rõ những việc oan gia, nhưng chính là chỉ bày rõ các công đức đại trí của Như Lai. Này thiện nam, như Đề Bà Đạt Đa vâng lời vua truyền, ở giữa đại chúng tả voi lớn hổ tài. Voi này nếu đi đến thì có thể làm hại Như Lai, nhưng nhờ thần lực của Như Lai hàng phục, khiến nó trở thành hiền lành, ngoan ngoãn. Bây giờ vô lượng chân chúng thấy voi kia đã được điều phục, nên vui mừng hy hữu, liền quy y Tam Bảo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, đó gọi là tướng của thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Nhưng có người ngu si chấp lấy lời nói mà cho rằng Đề Bà Đạt Đa là oan gia của Như Lai, Đề Bà Đạt Đa thì hiện hạnh Bồ Tát như vậy trong 500 đời. Đây là Đề Bà Đạt Đa đã thể hiện để chỉ rõ đạo đức của Như Lai. Nhưng chúng sinh ngu si kia chấp theo lời nói, cho rằng Đề Bà Đạt Đa là kẻ oan gia hại Như Lai. Do nhân duyên này, sau khi xả thân bị đọa ở chỗ ngạ quỷ súc sinh trong địa ngục A Tỳ chịu các sự khổ. Vì sao này thiện nam? Đề Bà Đạt Đa đã chứa nhóm các hạnh, chứa nhóm đầy đủ các căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật để gieo trồng căn lành và hạnh đại thừa ở chỗ chư Phật, học theo Bồ Đề, hướng đến Bồ Đề, không thoái chuyển tâm Bồ Đề, thân cận vô thượng Bồ Đề. Do các chúng sinh chấp điều xấu ác, nên sau khi chết sẽ bị đọa làm ngạ quỷ súc sinh ở địa ngục A Tỳ chịu các sự khổ. Này thiện nam, thế nào là chấp sự kiện Như Lai vào thôn Bà La Môn Xá Lê Gia? Này thiện nam, ta bị thương xót đời sau nên chỉ dạy lời này. Vì lẽ gì? Vì đối với Như Lai không còn có nghiệp báo nào. Nhưng ta vì muốn giúp đời sau, nếu có tỳ kheo nào vào làng xóm tôn ấp thành phố đô thị khất thực, do phước lực mỏng nên chẳng được thức ăn, tỳ kheo ấy bấy giờ nhớ nghĩ đến ta, Phật Thế Tôn đầy đủ tất cả công đức mà còn mang bát không trở về, huống là chúng ta căn lành mỏng. Do vậy chúng ta chẳng nên thoái lui, vì việc này nên Như Lai vào thôn với bát không trở ra. Nhưng lại nói rằng, Ma Ba Tuần trừng trị các Bà La Môn, làm cho họ chẳng cúng dường thức ăn cho Như Lai. Chẳng nên chấp theo lời ấy, vì sao? Vì ma không có thần lực để có thể làm chướng ngại việc cúng dường thức ăn cho Như Lai như thế. Bây giờ do thần lực của chư Phật nên làm cho ma ở khắp mọi nơi trừng trị các Bà La Môn và cư sĩ. Nhưng Như Lai không có lỗi, chỉ vì chỉ dạy rõ cho các chúng sinh kia, nên Như Lai thể hiện phương tiện thiện xảo với các việc như thế. Bây giờ, khi bữa ăn của Như Lai và các thanh văn chấm dứt, thì ma và các dân ma cùng với chư thiên khác quán sát tâm Như Lai xem Sa Môn Cù Đàm và các đệ tử thanh văn có bị phiền não không. Ngày đó họ quán sát Như Lai và các đệ tử không có tâm ý, sân giận buồn phiền, cũng chẳng cao chẳng thấp, trước sau cũng đều như vậy. Bây giờ trong chúng có 7.000 thiên tử đều hoan hỷ quy y Phật, Như Lai giáo hóa thuyết pháp vi diệu cho họ. Những người đó nghe pháp xong, ngay trong pháp của Như Lai đã đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Như vậy là Như Lai vì quán xét việc đời sau, chứ chư Phật không có nghiệp báo. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào sự kiện chiên già Tôn Đà Lợi dùng vật dụng bằng gỗ độn bụng để hủy bán Như Lai? Đáp: Này thiện nam, Như Lai không có nghiệp chướng và quả báo. Như Lai thành tựu các năng lực thần thông khiến cho chiên già Tôn Đà Lợi đã qua vô lượng hằng hà xa các thế giới đều được an ổn. Nhưng đó là năng lực phương tiện của Như Lai thể hiện nghiệp báo bị các việc hủy bán. Người xuất gia ở trong giáo pháp của ta nếu bị hủy bán mà lo buồn hối hận thì vị đó nói, chính Đức Như Lai thành tựu tất cả các pháp thiện còn bị hủy bán trước mặt, huống là chúng ta mà không bị hủy bán sao?
Vì đó khi ấy nhẫn nhịn được những sự hủy báng kia, thực hành phạm hạnh thanh tịnh và không thoái lui. Chiên già Tôn Đà Lợi do nghiệp ác trói buộc nên đến trong giấc mộng, cũng hủy báng Như Lai. Sau khi hủy báng xong, xả thân đọa vào nẻo ác. Nếu Như Lai biết đó là kẻ có thể cứu, thì liền cứu vớt. Vì sao? Vì không có một chúng sinh nào mà Như Lai có thể bỏ. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chấp vào sự kiện Như Lai ở chỗ Bà La Môn Tỳ Lan Nhã, nước Tu La Bà, được thịnh an cư 3 tháng và chỉ ăn lúa ngựa? Đáp, Như Lai biết các Bà La Môn cư sĩ thỉnh xong nhưng chẳng cúng dường. Như Lai biết nhưng vẫn đến chỗ đó. Vì sao? Vì hiện có 500 con ngựa ở đó. Như Lai và các chúng tỳ kheo sẽ dùng lúa ngựa, vì tất cả con ngựa kia hết lòng tu hạnh Bồ Tát, gần gũi chư Phật quá khứ. Nhưng ngựa này do vì gặp ác tri thức nên tạo các nghiệp ác, do đó nên sinh trong loài súc sinh. 500 con ngựa kia có thể điều phục, giáo hóa được. Có Bồ Tát tên là Kim Cang Tạng, do nguyện lực nên sinh ở chỗ đó. Các con ngựa này nhờ Bồ Tát Nhật Tạng giáo hóa nên phát tâm Bồ Đề. Vì muốn giáo hóa những con ngựa kia nên sinh trong chỗ đó, nhờ năng lực của Mã Sư điều phục nên tất cả ngựa kia nhớ được kiếp trước của mình và hiển bày tâm Bồ Đề của mình. Này Thị Nam, Như Lai thương xót 500 con ngựa kia nên đi đến chỗ đó để điều phục Mã Sư. Lúa mạch được phân ra cúng dường Phật một nửa, và số lúa còn lại của 500 con ngựa cũng được phân ra cúng dường các tỳ kheo một nửa. Mã Sư dùng âm thanh của ngựa làm cho 500 con ngựa kia đều ăn năn hối hận, đảnh lễ Phật và Tăng. Bây giờ Mã Sư sau khi nói 3 lần, các con ngựa đều xả thân và sinh trong cõi trời Đâu Xuất Đà. Khi những con ngựa kia sinh trở lại trong cõi trời và cúng dường Như Lai, Như Lai khéo thuyết pháp giáo hóa chúng, nghe pháp xong, tất cả liền không lui sụp nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 500 con ngựa đã được điều phục bảo hộ. Như Lai cũng thọ ký cho chúng, sẽ thành Bích Chi Phật, hiệu là Thiện Điều Phục Tâm. Nhưng lại nữa, này Thị Nam, Như Lai luôn luôn sẵn đủ lòng từ. Này Thị Nam, giả sử Như Lai ăn đất, cây, ngói, đá, thì trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên có những vị và vị ngon tuyệt như thế, tức là các thực phẩm đất, cây, ngói, đá. Vì sao? Vì Như Lai đạt được vị ngon nhất trong các vị hảo hạng, vì là tướng đại nhân vậy. Này Thị Nam, do nghĩa này nên biết như vậy, tất cả các thức ăn của Như Lai đều là vị hảo hạng. Này Thị Nam, tỳ kheo A Nan thương xót cho rằng Như Lai sẽ bỏ ngôi vị chuyển luân vương, nay lại ăn lúa ngựa. Như Lai biết tâm niệm của A Nan nên cho một hạt lúa ngựa và bảo, thầy có biết đây là vị gì không? A Nan dùng xong, cảm nhận thật đặc biệt kỳ lạ, bạch với ta, kính bạch Thế Tôn, con sinh trưởng và được nuôi dưỡng trong dòng họ vua chúa, nhưng chưa từng được nếm được vị tuyệt hảo như vậy. Do năng lực của vị tuyệt hảo này, tỳ kheo A Nan trong 7 ngày hưởng diệu lạc tuyệt hảo này nên chẳng cần ăn. Này Thị Nam, do nghĩa này nên biết như vậy, Như Lai không có các quả báo của nghiệp. Nếu có chúng sinh nào giữ gìn giới thanh tịnh hoặc Sa Môn và Bà La Môn, không theo như lời thỉnh mời trước để dâng cúng, mà vì để giảng nói sự không hư dối cho họ, nên Như Lai chỉ dạy về việc quả báo của nghiệp này. Này Thị Nam, ông quán thân Như Lai đồng với các pháp. Đó là các Bà La Môn kia thỉnh Như Lai, nhưng chẳng thiết bày cúng dường. Như Lai cũng nói với người kia, làm cho họ chẳng thoái lui. Nhưng như Thị Nam đã nói, 500 tỳ kheo kia được Như Lai thọ ký khiến không thoái lui. Lại nữa, này Thị Nam, có 500 tỳ kheo nọ cùng ở chỗ của Như Lai kiết hạ an cư, có 40 tỳ kheo, phần nhiều nghĩ đến sự trói buộc của dục. Các vị ấy suy nghĩ, nếu được món ăn ngon thì dục tưởng, dục giác liền sẽ tăng thêm. Do nhân duyên đó, nên khi ăn món ăn dở, dục tưởng, dục giác của vị ấy cũng sẽ nhẹ. Đã nhẹ rồi thì những vị ấy trong 7 ngày 7 đêm đắc được quả A-la-hán. Này Thị Nam, người nào có thể hiểu lời Như Lai đã dạy như vậy, thì người đó được gọi là người hiểu đúng. Này Thị Nam, Đại Bồ Tát thành tựu như vậy thì gọi là người hiểu một cách thiện xảo về lời chỉ dạy bí mật của Như Lai. Bây giờ Đức Như Lai muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng,
đã dạy nghĩa tiệm giáo và nói nghĩa đốn giáo, các Bồ Tát đại trí hiểu rõ nghĩa bí mật, thông suốt các mật ngữ, không chấp lời dạy bảo, thông đạt pháp chân chánh của chư Phật chỉ dạy. Này thì Nam, thế nào là Đại Bồ Tát chẳng ưa thích thừa thanh văn bích chi Phật? Này thì Nam, nếu Đại Bồ Tát nào hoặc vì khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà chịu các sự xấu ác nặng nề, nhưng chẳng ưa thích cầu niết bàn của thanh văn, là chẳng nghĩ làm thế nào để đạt được tâm nhàm chán lìa bỏ thế gian, để mau được tự tại. Cũng chẳng cầu ít ham muốn, ít tạo tác, lại chẳng cầu nhân hạnh ít ham muốn, ít tạo tác. Vì kia thấy các chúng sinh tu các nghiệp thiện, được Bồ Tát giúp đỡ khiến cho thành tựu và khuyến khích các chúng sinh khen ngợi việc chỉ dạy đúng, giảng thuyết đúng, để hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này thì Nam, Đại Bồ Tát thành tựu được các công đức như thế, thì chẳng ưa thích thừa thanh văn bích tri Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng, dạy chúng không mỏi mệt, chẳng lui đạo Bồ Đề, giữ tâm như núi Chúa, hành các pháp tâm từ. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, các pháp Như Lai đã giảng thuyết, Bồ Tát nào thành tựu các pháp này thì gọi là trụ đại thừa. Nhưng Như Lai chẳng thuyết, vậy do nghĩa nào gọi là đại thừa? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang: Này thì Nam, nay ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. Này thiện Nam, ý ông thế nào, con đường mà chuyển Luân Thánh Vương và bốn binh chúng đi theo thì gọi là đường gì? Đáp: Kính bạch Thế Tôn, đường đó gọi là đường vua đi, cũng gọi là đường lớn, là đường không sợ hãi, là đường không chướng ngại, là đường tịch tịnh. Phật dạy: Này thiện Nam, Như Lai cũng như thế, đường vào cổ xe mà tặng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, xe đó gọi là đại thừa, gọi là thượng thừa, là diệu thừa, vi diệu thừa, thắng thừa, vô thượng thừa, vô ác thừa, là vô tỷ thừa, vô đẳng thừa, vô đẳng đẳng thừa. Này thiện Nam, do nghĩa như thế nên gọi là đại thừa. Đáp: lành thay, kính bạch Thế Tôn, lành thay đại thừa. Bây giờ Ma Vương Ba Tuần nghĩ, Sa Môn Cù Đàm này vượt khỏi cảnh giới của ta, cũng khiến cho kẻ khác cũng có thể vượt qua cảnh giới của ta. Nếu ta tập hợp bốn binh chúng cùng đi đến quấy nhiễu, thì khiến cho Như Lai không nói được pháp này, nên cùng nhau đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Ma Vương Ba Tuần liền thống lãnh bốn bộ binh chúng đi đến núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Khi ấy Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang từ xa trông thấy Ma Vương Ba Tuần thống lãnh bốn bộ binh chúng đi đến, muốn làm trở ngại pháp này. Thấy xong Bồ Tát hiện thần lực xong, Ma Vương Ba Tuần đi đến thành Vương Xá, ở chỗ ngã tư nói: Các ngươi hãy đi đến thành Vương Xá. Này các nhân giả, ai biết Như Lai đang ở núi Kỳ Xà Quật, vì bốn bộ chúng thuyết pháp ban đầu, giữa và sau đều thiện, nghĩa lý thiện xảo vi diệu, đầy đủ pháp thanh tịnh, dạy thực hành phạm hạnh thì nên đi đến chỗ Như Lai. Do đây các ngươi được thành tựu lợi ích an vui lâu dài. Bây giờ trong thành Vương Xá, các bà la môn, sát lợi trưởng giả cư sĩ được ma khuyên bảo xong, đem các loại hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng lụa, cờ phướng, y phục tư trong thành Vương Xá, đi đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Như Lai, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, tôn trọng, khen ngợi, cung kính, cúng dường xong, lui đứng một bên. Ma Vương Ba Tuần và bốn bộ binh chúng ra khỏi thành Vương Xá, đến núi Kỳ Xà Quật chỗ của Như Lai xong, biến hóa ra hoa trời Mạn Đà La, đã rải lên cúng dường Phật. Rải xong, ma cùng với bốn bộ binh chúng lui ngồi một bên. Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang thấy Ma Ba Tuần lui ngồi một bên liền nói: Này Ba Tuần, sao ngươi đem bốn bộ binh chúng đến chỗ Như Lai? Mà đáp: Tôi đến đây là vì để diệt pháp này và để quấy rối Như Lai. Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bảo Ma Ba Tuần: Này Ba Tuần, ai cho phép ngươi quấy rối Như Lai và diệt pháp này? Này Ba Tuần, nay ở trước Như Lai, ngươi nên sám hối tội lỗi, chớ để thành quả báo khổ cho nhiều đời, không lợi ích. Bồ Tát Tịnh Vô Cấu diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang thuyết pháp xong, ma liền từ tòa đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, chắp tay lễ chân Phật xong, và ở trước Như Lai tỏ bày sám hối.
Cuối sinh Thế Tôn, nhận cho con được sám hối, con vì ngu si không có trí tuệ, chẳng thiện xảo, chẳng thể tự biết, nên trước Như Lai khởi tâm sâu ác và muốn phá diệt những kinh này. Lành thay, kính bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy vì con chính thức thọ nhận các pháp sám hối. Phật bảo Ma Ba Tuần, trong pháp của ta nên tăng trưởng căn lành, nghĩa là nếu thiện nam thiện nữ nào muốn được pháp thanh tịnh thì nay có thể sám hối. Bây giờ Ma Ba Tuần từ chỗ ngồi đứng dậy đứng ở trước Phật bạch. Kính bạch Thế Tôn, trước hết con xin chế ngự tất cả các nghiệp xấu ác như phiền não ác khẩu. Phật dạy Ba Tuần, đúng như vậy, đúng như vậy. Ba Tuần thưa, Như Lai là pháp chủ, vì lẽ gì dùng tên Ba Tuần mà gọi con? Phật bảo Ba Tuần, ta nay nói ví dụ, ví như có trưởng giả và cư sĩ rất giàu có, tiền tài của cải nhiều vô hạn, nhưng người đó chỉ có một người con nên rất thương yêu và nhớ nghĩ đến, muốn để người đó kế tục sinh sống. Nhưng người con một của ông ta tâm địa quanh co, chẳng khéo điều phục. Trưởng giả và cư sĩ kia hoặc dùng tay gậy đánh đập để dạy, hoặc nói lời hung dữ và xấu xa, khổ nhục để dạy, vì muốn cho đứa con chấm dứt những việc xấu ác kia. Này Ba Tuần, ý ông thế nào trưởng giả và cư sĩ này dạy đứa con một của họ với lòng sân giận phải không? Đáp, kính bạch Thế Tôn, người đó chỉ vì muốn đem lại sự thành tựu cho đứa con một của họ. Phật dạy đúng như vậy, này Ba Tuần. Như Lai cũng như thế, biết rõ tâm sở của chúng sinh. Người đáng dùng lời buồn khổ để điều phục họ, thì vì họ nói những lời buồn khổ. Người đáng dùng roi vọt để trị, liền dùng roi vọt để trị. Người đáng dùng lời thu nhiếp, thì dùng lời thu nhiếp. Người đáng dùng sắc thân để độ, liền dùng sắc thân để độ. Người đáng dùng thanh hương vị xuất pháp để độ, liền dùng thanh hương vị xuất pháp để độ. Bây giờ Ma Vương Ba Tuần được nghe pháp Phật dạy vui mừng hớn hở, là đảnh lễ chân Phật bạch. Kính bạch Thế Tôn, nếu trong xóm làng thôn ấp nào có người thuyết pháp này, con vì nghe pháp này sẽ đi đến chỗ đó và ủng hộ kinh này, cũng nghĩ đến việc làm lợi ích cho pháp sư. Ở chỗ đó sẽ có nhiều tướng tốt lành như thế, mọi người đều tịch tỉnh, xa lìa những sự vui đùa biến nhát. Người được nghe pháp tối thượng thù thắng, hoặc đọc hoặc tụng, hoặc thọ trì, hoặc giảng thuyết, thân thể chẳng mỏi mệt, tâm không nhàm chán, cho là đối với pháp đã đủ, giảng thuyết này, hoặc tự mình lắng nghe, hoặc giảng thuyết rõ ràng cho người khác. Như vậy, mọi người đều lần lượt vui mừng hớn hở. Bây giờ trong chúng kia có các ngoại đạo ni kỳ tử, họ thấy nghe Ma Vương nói những lời như thế rồi, họ cũng vui mừng hớn hở đối với Đức Như Lai. Khi ấy Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà các ngoại đạo nghe thuyết pháp này đều được chứng pháp nhẫn? Phật bảo A Nan, thuở quá khứ trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá này, có Phật tên là Thiện Thán Điệu Phục Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác thuyết pháp. Đức Phật kia thuyết pháp xong, có các ngoại đạo muốn đến quấy nhiễu. Khi họ đến được nghe pháp này, liền sướng lên lành thay. Nhưng họ không có tâm cung kính với Phật. Các ngoại đạo kia do năng lực của nhân duyên này, nên sáu vạn kiếp chẳng bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chỉ sinh trong chốn trời người. Nhưng các ngoại đạo kia, do vì chẳng kính Như Lai, nên sinh ra ở chỗ chẳng được gặp thiện tri thức. Này, này A Nan, ý ông thế nào? Bây giờ các ngoại đạo kia đâu phải là người nào khác. Này A Nan, ông chớ nên chấp vào ý nghĩ khác. Vì sao? Này thiện nam, vì các ngoại đạo ni kiện tử này, này chính là các ngoại đạo đang vui mừng hớn hở, cung kính Như Lai. Do nhân duyên này, nên nay Như Lai thọ ký cho họ đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bây giờ các ngoại đạo ni kiện tử kia nghe được thọ ký xong, trong lòng rất vui mừng, liền đạt được pháp nhẫn vô sinh. Khi Đức Phật thuyết pháp này, 1.200.000 người sa trần lìa cấu đạt được pháp nhãn thanh tịnh, 2.000.000 chúng sinh chưa từng phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều phát đạo tâm. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe pháp này rồi đọc tụng, thọ trì và giảng thuyết rõ ràng cho người khác thì được bao nhiêu phước đức? Phật dạy, nếu có thiện nam thiện nữ vì tất cả cõi chúng sinh, không chừa một ai đều khiến cho an trụ nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đề,
hoặc lại có thiện nam thiện nữ đọc tụng thọ trì và giảng thuyết rõ ràng cho người kinh này, thì người này càng được phước gấp bội người kia. Vì sao? Này A Nan, vì pháp này có thể khiến cho chứng đắc nhất thiết chủng trí vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kinh bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào khởi tâm sâu ác đối với pháp này và pháp sư, thì kính bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy bị bao nhiêu điều chẳng lợi ích. Phật dạy này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ mắc mắc của tất cả chúng sinh, hoặc là có người khởi tâm sâu ác đối với pháp này và pháp sư, thì người này do việc này bị quả báo xấu ác gấp bội kể trước. Vì sao? Này A Nan, vì pháp này có thể làm ánh sáng cho tất cả chúng sinh. Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, pháp này không nên tuyên nói cho thiện nam thiện nữ không có lòng tin. Vì sao? Kính bạch Thế Tôn, về giúp cho các chúng sinh ở đời sau, cho nên chớ nói pháp này, vì nghiệp báo hủy bán pháp nên họ phải bị đọa trong các địa ngục. Đức Phật dạy A Nan, nên nói pháp này. Vì sao? Vì các chúng sinh kia đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đề đều do pháp này làm nhân. Tôn giả A Nan bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và thọ trì như thế nào? Đức Phật bảo A Nan, kinh này đặt tên là Thập Pháp, và y như vậy mà thọ trì, hoặc tên là Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bản Nguyệt Vương Quang Sở Vấn, và y như vậy mà thọ trì. Khi Như Lai thuyết pháp này, Tôn giả A Nan và Bồ Tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bản Nguyệt Vương Quang cùng các chúng Bồ Tát, chúng Tỳ Kheo và chư thiên loài người Long Vương A Tu Ca Lô La Khẩn Na La Ma Hồ La Già nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.